Trời ơi, đụng nãy giờ. Tao nói mày nãy giờ cái G của tao nó bị cái gì á. Thằng nào hack cái máy tao hay gì á. Trời ơi, cái gì vậy? Ông Hải ông tặng cái gì vậy? 50 gói hội viên. What? Vậy là 50 người tiếp theo sẽ trở thành chúa hề à. Ơ nhưng mà mết kiểu mết tò mò là không biết sao anh em thích cái logo con ếch như vậy. Tức là làm hội viên anh em có cái logo con ếch, cái mặt chúa hề đó anh em khoái đúng không? Kiểu như anh em hài hước anh em khoái đúng không? Mà tính ra có nhiều cái đồ tôi để dưới quê á, tôi dặn nhà tôi mà kiểu giống như là cứ người này người kia lôi ra. Ví dụ như có mấy cái áo mà hồi xưa tôi để làm kỷ niệm á, ông cậu tôi cũng lấy mặt hư hết. Giờ nhìn thấy gớm. Tôi cũng lỡ rồi. Nó cũng chỉ là cái áo thôi. Kỷ niệm thì lưu trong tim rồi, cho nên cũng chịu thôi. Đâu làm gì được. Cái đặc biệt là cái áo All Star mùa 2016 á, mà áo đó đẹp kinh. Chứ đợt tại đợt đó đang định về lấy bán đấu giá. Đợt đó đang cần tiền mua chiếc Lamborghini á, định bán đấu giá nhưng mà thấy nó hư. Được. À mắc cái mớ gì nãy giờ chơi game hai lên cánh cứ thua xong rồi cứ phải đi cứu ở level 2 hoài ha. Ở cái gì đây? Ờ này, thằng nãy đi rừng nó được support cover lúc level 2 luôn kìa. Đã thì chứ. Không được đâu sói à. Anh Bảy ơi, em lỡ quen một lần ba đứa con gái mà ai em cũng thật lòng hết thì có gọi là lừa dối tình cảm không anh Bảy? Vì em chỉ nói yêu em chứ không nói yêu chỉ mình em. Ờ ha, mẹ thằng này nói nghe vô lý nhưng mà thuyết phục vậy, kỳ vậy. Tao bị thằng này thôi miên mẹ rồi bây ơi. Em tôi không còn chi ngoài tấm thân thân yêu. Đó, bên kia nó mà đánh Raven á, mấy ông limit mấy ông cứ làm vậy nè. À đúng quá, hồi Raven nó tự động đó. Nói chung tôi đánh sao mấy ông đánh đi chen vậy là được. Tôi chơi cái trò này hay lắm. Nói chung là từ ngày có cái voice chat nó khiến cho mình như dạng như mình biến đi á. Đéo rồi kịp rồi. Xin đều. Má trời ơi, hai thằng này nó gà ông nội ơi. Sao thằng kia sống được? Tụi mới lát gì nè. Ờ, từ một chút. Đây, đây cô bà cho. Yeah, rồi khai dích nó chơi này, quýnh lên. Hay á, hay á, pha đó hay á. Mẹ em mờ thằng Tuấn. Em mờ lo mà trả tiền T nha. T biết em mờ giả gái lừa T tặng skin rồi. Nick cô bé xì tin 2018 là của em mờ phải không? Dữ thần như đất em mờ lo mà gỡ block T. Đừng để T lên đầu làng mách mẹ em mờ. Mẹ em mờ là bà Lan đúng cô. 10 skin đó T mua hết một củ đó. Giả gái lừa luôn. Quá còn hơn cái chợ Tấu Hài nữa. Có cái gì cũng có chứ nè. Ui, ôi, sao này level 10 rồi. Vậy là mất học level vậy lắm luôn á. Trời ơi, rờ mẹ đi. Sao nó mạnh vậy? Má phun cái món nó đạp cái trời nó nguyên món luôn rồi mọi ơi. Đâu có dở có tí mày cũng căng nữa. Trời ơi, đéo rờ kịp hoài vậy ta. À, mấy cái cơ hội lật kèo mà mình tay chân chậm chạp gì đâu á. Thấy cái gì không? Nó có cái gì không? Rồi, vậy thì ngon. À, tao nói gì hình chết nè ha. Đó, đổ. Cái lành chanh lóc chóc dở lắm. Chiến áp phía, lộn phía.
Ôi xong. Xong rồi. À, xong rồi. Nó nếu phải đồng đội tao. Bình tĩnh lại. Trời ơi, mày còn quay lại quýnh lộn luôn hả? Trời ơi, đủ nãy giờ. Tao nói quay nãy giờ, cái G của tao nó bị cái gì á. Thằng nào hack cái máy tao hay gì á. Ủa nhưng mà chuyện đó liên quan gì tới mẹ mà mẹ. Thì bà sẽ làm được cái gì? À cái miêu hả? Vinh đê ơi. Vinh đê à. Đứng tới đây. Đừng có nằm đợi tao. Ghê. Mà gánh quá gánh rồi. Ừ rồi kìa bài. Hên quá. Đồng hồ. Nhìn nè. Ồ, nó chọi con gái kìa. Chết mẹ, để phe kịp rồi. Rồi cái tôi nghe cứu này. Nè, nè, bố mày ra giết mày luôn nè, nhóc. Giết luôn nè, nhóc. Ê! Nè. Hóa ra là flash, hóa ra là đúp. Chó giết hoài. Ôi, hôm nay đến đây thôi nha anh em. Sắp 12 giờ rồi, tôi cũng gần 5 tiếng rồi. Bết đi ăn cái đã. Em mọi người gặp lại nhau vào tối mai tiếp ha. Bye bye anh em. Chào mọi người, chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye mọi người.